Angelina Jolie đẹp như nữ thần khi hóa thân thành siêu anh hùng trong Eternals của Marvel. Eternals của đạo diễn Chloe Zhao vừa tung trailer đầu tiên hé lộ tạo hình của dàn diễn viên cực phẩm, trong đó không thể bỏ qua nhan sắc Angelina Jolie. Phim theo chân một chủng tộc người ngoài hành tinh bất tử được gọi là Eternals. Họ đã bí mật sống ở trái đất hàng nghìn năm. Tuy cùng một chủng người nhưng mỗi siêu anh hùng lại sở hữu sức mạnh khác nhau. Theo chủ tịch Marvel Kevin Feige, phim tập hợp nhiều siêu anh hùng nhưng nếu phải chọn ra một nhân vật chính thì đó sẽ là nhân vật series của Game of Thrones, đóng vai trò là một nhân viên quản lý bảo tàng ở trái đất. Cersei là một Eternal có khả năng điều khiển vật chất. Tài tử Richard Madden vào vai Icarus, thủ lĩnh toàn năng của nhóm Eternal, có khả năng bay bắn tia năng lượng vũ trụ từ mắt và có siêu sức mạnh. Angelina Jolie vào vai Thena, một siêu chiến binh có thể tạo ra bất kỳ loại vũ khí nào từ năng lượng vũ trụ. Angelina Jolie hiện diện với mái tóc vàng, vẻ đẹp thần thái và khoảnh khắc hành động đẹp mắt. Cô luôn được bao quanh bởi một màu vàng lấp lánh trong mỗi khung hình. Jolie chia sẻ, tôi yêu dàn diễn viên này, tôi tham gia Eternal để ủng hộ tầm nhìn của đạo diễn Chloe Zhao và cam kết mở rộng cách thể hiện siêu anh hùng của hãng Marvel. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chạy liên tục trong bộ đồ liền thân màu vàng gold ở tuổi ngoài 40, điều này thật điên rồ. Với Eternal, khán giả được chiêm ngưỡng những hình ảnh đầu tiên trong phim về nhóm người ngoài hành tinh cổ đại có nguồn gốc từ các cựu thần Celestial, chủng loài chuyên đi gieo giống trong vũ trụ. Vì vậy, tiềm năng sức mạnh của họ là rất lớn, thậm chí có thể ngang với Thanos, bởi theo nguyên tắc, họ và Thanos có cùng một dòng máu. Angelina Jolie trước đó đã lộ một vài hình ảnh trên phim trường. Nữ diễn viên phim hành động thành danh mặc chiếc váy màu trắng thức tha nhưng cũng rất dũng mãnh nếu trang bị một bộ giáp bó sát. Còn trong hình ảnh mới, thấy rõ độ ngầu loài thần thái của chị với thanh gươm thủy tinh phát sáng. Lần đầu gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel đã giúp Angelina Jolie nâng tổng thu nhập năm 2020 lên 35,5 triệu đô la Mỹ, đứng thứ hai trong top sao nữ thu nhập cao nhất năm ngoái. Một lần quay phim này, cô từng phải sơ tán khỏi phim trường vì bối cảnh tại Tây Ban Nha được phát hiện có quả bom tồn tại vài chục năm. Lauren Dishdorf đóng vai Macari, siêu anh hùng khiếm thính đầu tiên của MCU. Brian Thierry Henry đóng vai Pathos, siêu anh hùng đồng tính công khai đầu tiên. Don Lee do Madon Sock đóng, thủ vai Gilgamesh. Kumail Nanjiani là Kingo. Salma Hayek vào vai Azak. Lea Makhert là Sprite. Barry Keoghan đóng nhân vật Drood. Kit Harington đóng Dan Whitman, hay còn gọi là Black Knight. Chloe Zhao đảm nhiệm vai trò đạo diễn. Tại Oscar năm nay, Zhao trở thành người phụ nữ thứ hai trong lịch sử thắng giải đạo diễn xuất sắc, mang về giải thưởng danh giá cho phim Nomadland. Eternals dự kiến khởi chiếu ngày 5 tháng 11 năm nay. Trước đó, hai bộ phim khác của Marvel cũng đã ra rạp là Black Widow 9 tháng 7 và Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 3 tháng 9.